Mỗi người một món mang về đúng không? Chú lấy một đôi loa này anh ạ. Vàng thì chú có rồi. Đây đôi loa. Còn anh lấy đôi súp này đúng không? Mấy cái quả chép kia đúng không? Ok anh. Vâng, rất là cảm ơn chú cũng như là các anh đã đến ủng hộ cho chúng em trong buổi chiều của ngày hôm nay. Anh ấy đến đều cũng có hàng mang về. Anh em nhớ đăng ký kênh ở hôm khác, buổi khác, video khác em sẽ giới thiệu cho các bạn anh em cái chi tiết hơn cái sản phẩm để đến vang kia nhá. Cực kỳ nhỏ gọn nhưng cực kỳ lợi hại. Hát rất hay luôn này. Hát gần như là các bạn anh em không muốn về luôn. Cương được ạ. Hôm trước đã bê về rồi. Chuyển cùng kia xuống cho thằng thế là bê cùng này về. Xin chắc vợ mua chưa đấy? Đây là LS115 đây của chú. Anh em chúng em đang chuẩn bị hoàn tất đóng nốt cho chú để chú mang về này. Còn kia là quả châm này, chép này. Đấy, đẹp rồi. Đấy cho anh anh ngồi bên kia. Anh coi ngồi bên kia ôm. Rồi ok. Ok, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe nhá. Cảm ơn anh nhá. Hẹn gặp lại nhá. Đây rồi. Chào anh nhá. Vâng, anh về nhá. Anh này về xong rồi bắt buộc cái đèn lên em đưa kia nhá. Ừ. Đấy. Hai em xem ngoài thanh lý luôn. Anh cho xe đây, anh chở cho.